Có 5 loại rau rất tốt cho người bị tiểu đường. Thứ nhất là mướp đắng. Mướp đắng là một trong những loại rau giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe nhất, có thể giúp kiểm soát lượng đường một cách tự nhiên. Trong mướp đắng có chứa các hợp chất giúp cải thiện việc sử dụng gluco và tăng độ nhạy insulin. Do đó, khi ăn mướp đắng thường xuyên có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là đậu bắp. Món ăn này cũng có nhiều chất xơ và chứa các hợp chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong đường tiêu hóa. Điều này có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm lượng đường tăng đột ngột. Thứ ba là bông cải xanh. Bông cải xanh là một loại rau họ cải có hàm lượng calo thấp, nhiều chất xơ, là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và trao đổi chất. Hơn nữa là bông cải xanh có đặc tính chống viêm cao, có lợi cho những người giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Thứ tư là rau chân vịt. Rau bina hay còn là rau chân vịt rất giàu chất sắt, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp cải thiện độ nhạy insulin. Đó cũng là một nguồn chất xơ dồi dào, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Thứ năm là cải xoăn. Cải xoăn là một loại lá chứa nhiều chất dinh dưỡng, ít calo và nhiều chất xơ. Thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Vậy nên những người mà bị tiểu đường thì chúng ta nên ăn nhiều loại rau này mọi người nhé.